vụ mèo béo ở Trung Quốc, rộ clip Đàm Trúc lên tiếng xin lỗi, mong được tha thứ chuyện tình ngang trái của chàng trai tên mèo béo ở Trung Quốc đang làm xôn xao cộng đồng mạng ở đất nước tỷ dân lẫn Việt Nam những ngày qua. Mới đây, đoạn clip được cho là nữ chính trong câu chuyện lên tiếng xin lỗi gây chú ý. Những ngày qua, các mạng xã hội của Trung Quốc đều đang xôn xao về sự việc đáng tiếc của một chàng trai Trung Quốc vì chuyện tình ngang trái của mình với bạn gái hơn 6 tuổi mà có quyết định không thông suốt. Vụ việc hiện đã lọt top hot search Baidu, trang tìm kiếm tương tự Google của Trung Quốc, Douyin và đang nhận được sự quan tâm cao độ của netizen xứ tỷ dân. Tối 4 tháng 5, trên Douyin bất ngờ lan truyền nhiều video có nội dung Đàm Trúc đứng ra xin lỗi vì đã không trân trọng những tình cảm và xin mọi người tha cho mình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây không phải Đàm Trúc thật mà chỉ là video làm từ trí tuệ nhân tạo AI nhằm câu view. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phản hồi chính thức từ nữ chính trong sự việc. Cách đây không lâu, mạng xã hội dần dần về danh tính của chàng trai vừa qua đời với biệt danh mèo béo tại Trung Quốc. Không chỉ gây chú ý tại Trung Quốc, cụm từ mèo béo cũng leo top tìm kiếm tại các nền tảng mạng ở Việt Nam và thu hút hàng trăm, thậm chí hàng tỷ lượt xem với câu chuyện tình đau lòng của mình. Được biết, mèo béo là biệt danh của một chàng trai 21 tuổi không có công việc cụ thể và kiếm sống bằng nghề cày game thuê cho người khác. Biệt danh trong game của cậu là mèo béo. Chính vì vậy netizen đã dùng tên này để gọi chàng trai đáng thương. Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chàng trai 21 tuổi mèo béo là người gốc Hồ Nam. Từ nhỏ, mèo béo đã có tài chơi game online nên thường được người khác thuê để cày game hoặc thi đấu game online chuyên nghiệp. Vì tính cách hướng nội và bố mẹ ly dị từ khi cậu còn bé nên mèo béo không giao thiệp bạn bè nhiều, cậu dành cả ngày ở trong nhà để chơi game online. Một lần nọ, mèo béo được bạn bè rủ chơi ứng dụng lồng tiếng và làm quen được một cô gái tên Đàm Trúc 28 tuổi, sống ở Trùng Khánh. Đàm Trúc đã dùng những lời lẽ ngọt ngào để làm quen và kết bạn với mèo béo. Chàng trai ít tuổi, thiếu kinh nghiệm xã hội đã rơi vào cái bẫy của chat girl lúc nào không hay. Sau một thời gian nhắn tin, hai người bắt đầu xác nhận quan hệ yêu đương. Trong thời gian năm yêu nhau, chàng trai đã chuyển cho cô gái tổng cộng 510.000 nhân dân tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng. Thông qua những đoạn tin nhắn được truyền ra, có thể thấy mèo béo luôn làm theo mọi yêu cầu từ người bạn gái lớn hơn 6 tuổi, hệt như câu nói của chàng trai lúc bắt đầu yêu tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Để có số tiền lớn chi cho tình yêu của mình, chàng trai đã phải sống kham khổ trong thời gian dài. Vì để tiết kiệm tiền, nên khi di chuyển từ Hồ Nam đến Trùng Khánh, chàng trai đã chọn ngồi tàu giá rẻ. Căn phòng trọ của chàng trai ở Trùng Khánh vô cùng nhỏ hẹp và đơn sơ, thậm chí không có đến một chiếc chăn. Mỗi ngày, chàng trai chỉ dám gọi những đồ ăn giá rẻ với giá khoảng 10 nhân dân tệ, khoảng 30.000 đồng, thậm chí có lúc chỉ vì muốn tiết kiệm 5 hào, khoảng 1.500 đồng mà chàng trai đã hủy đơn đi đặt lại. Hình đại diện của mèo béo cũng có câu không muốn ăn rau, muốn ăn McDonald's. Được biết, hai người đã thực hiện ước định đến tháng 5 năm 2024 sẽ đăng ký kết hôn, nhưng bắt đầu từ tháng 4, Đàm Trúc đã tỏ vẻ lạnh lùng và muốn chia tay. Thậm chí, bạn bè của Đàm Trúc còn đăng tải thông tin rằng cô nàng từng thừa nhận thích con gái và từng chia tay vào tháng 4 năm ngoái nhưng vì mèo béo vẫn chuyển tê yển nên tiếp tục. Cuối cùng, dù mèo béo níu kéo bằng mọi cách, cô gái vẫn không chấp nhận tiếp tục mối tình, nên đã khiến chàng trai đi đến quyết định đau lòng. Trước khi ra đi, chàng trai đã đặt 760 bông hoa tượng trưng cho 760 ngày yêu nhau, cùng với đó là chuyển cho cô 66,666 nhân dân tệ, khoảng 239 triệu, kèm lời nhắn đây là tự nguyện chuyển. Ngay sau khi hàng loạt những thông tin liên quan đến câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng không khỏi rúng động. Nhiều người đã nói lời gửi gắm, mong cậu kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, trước khi yêu người phải học cách yêu chính bản thân mình.